Năm chữ không nhất định phải ngộ ra trong cuộc đời. Hiểu được thì phúc phận tràn đầy. Đời người có nhiều điều nên thử làm và có nhiều điều không nên làm. Bởi thời gian được sống có ít lắm, nên nếu tránh được những điều không nên làm thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho những điều đáng giá. Ai sống trên đời cũng luôn mong có được may mắn, điều tốt lành cho mình. Tuy nhiên, những điều tốt đẹp ấy có đến với bạn hay không, không chỉ dựa vào ngoại cảnh mà còn phụ thuộc rất nhiều vào cách đối nhân xử thế của bạn. Dưới đây là năm chữ không, dù ở độ tuổi nào bạn cũng phải biết để không lãng phí cuộc đời mình. 1. Không làm những việc vô nghĩa. Cuộc sống rất phức tạp, có rất nhiều điều xảy đến khiến chúng ta phiền não. Nhưng sự thật là sức người không thể quản hết được đại dương. Những điều vô nghĩa thì không nên quá bận tâm làm gì. Hãy học cách sống thuận theo tự nhiên, chấp nhận quy luật của trời đất. Với những điều không thể kiểm soát được thì tốt nhất cho qua. Cố gắng quá sức chỉ khiến bạn hối hận nhiều hơn về sau. 2. Không nhất định nhìn nhận mọi thứ quá kỹ. Trong cuộc sống này có những điều bày ra trước mắt nhưng bản chất lại không như vậy. Khi đó cố nhìn bằng hai mắt chi bằng nhắm một mắt mở một mắt sẽ tốt hơn. Kẻ khôn ngoan sẽ chẳng tính toán chi li nhiều, người quân tử không so đo. Sống ở đời có những chuyện cần bạn phải biết buông tâm. Nâng lên được thì cũng đặt xuống được. Kẻ mạnh không phải là người có thể nâng mọi thứ lên, mà là người có thể đặt những điều không còn giá trị nữa xuống. Những điều khiến bạn không vui, phiền não, hãy để nó xuống. Những người như đám mây đen khiến bầu trời của bạn u ám, hãy né tránh và mỉm cười cho qua. Cuộc đời này không hoàn hảo, bạn cũng vậy và họ cũng thế. Đừng để những thứ ngớ ngẩn người khác làm cản trở bạn sống một cuộc đời vui vẻ. 3. Không quản việc không phải của mình. Đừng nghĩ cách thay đổi người khác. Trước hết, hãy thay đổi thái độ của chính mình. Cuộc đời của bạn ra sao? 10% là những điều xảy ra và 90% phụ thuộc vào cách bạn phản ứng với chúng. Những chuyện bạn không quản được thì đừng cố thay đổi. Nghĩ thoáng một chút, đừng tự đè nặng tâm trí mình. Mỉm cười nhiều hơn một chút, những hằn học sẽ vơi bớt dần. 4. Không quên tích lũy cho bản thân. Tuổi trẻ cần sống hết mình, điều gì cần chi thì phải chi. Đừng quá tiết kiệm tính toán, để đến 30 tuổi cuộc đời thảm hại đến mức phải mặc đồ công sở để đi chơi. Du lịch một chuyến cũng phải tính đến từng đồng. Tuy nhiên, hãy giữ cho mình một chút vốn liếng. Những gì không thể chi trả thì đừng chi trả. Những gì không thể cho đi cũng đừng bất chấp. Những người không đáng giúp đỡ thì đừng vội vã đưa tay. Tuổi thanh xuân rực rỡ, nhưng đừng quên tích lũy vốn liếng cho mình khi về già. Nhất là với những người đã có con cái, đừng thứ gì cũng đem dành cho hết. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành kẻ ỷ lại, luôn há miệng chờ sung. Làm gì cũng nên nghĩ đến bản thân một chút. Bản thân có tốt thì mới đủ khả năng để làm những việc khác. 5. Không chờ đợi. Cuộc đời trôi nhanh như một cái chớp mắt. Nhắm mắt lúc thanh xuân, mở mắt ra đã thấy bản thân không còn trẻ trung. Mọi sự đã thay đổi không ngờ. Chúng ta có quá nhiều việc cần làm, nhưng cuộc đời lại quá ngắn.
tuổi trẻ, muốn vui vẻ, phải đợi đến lúc kiếm được tiền. Muốn báo đáp cha mẹ, phải đợi đến lúc thành công. Muốn hưởng cuộc sống thảnh thơi, phải đợi con cái trưởng thành, đến tuổi nghỉ hưu, có tiền tiết kiệm. Cuối cùng là cứ đợi đến tận lễ tiễn biệt, chính là bản thân mình rời xa cuộc đời. Vì thế, chờ đợi quá khứ, mong ngóng tương lai, chi bằng hãy sống hết mình cho hiện tại. Việc đáng làm thì hãy làm ngay, người đáng gặp thì hãy tạo duyên hội ngộ. Nước chảy mây trôi, mọi sự xảy ra trong đời đều cho chính mình quyết định. Dù thế nào, nhất định phải sống thật tốt, nhất định phải sống một cuộc đời có ý nghĩa. Bước sang tuổi trung niên, đây là hai chữ quan trọng nhất ai cũng nên nhớ. Điều quan trọng nhất mỗi người nên làm khi đã bước sang tuổi trung niên là gì? Bài viết dưới đây sẽ cho chúng ta một câu trả lời đáng ngẫm. Con người khi đến một độ tuổi nhất định mới hiểu ra rằng thế giới là của mình, chẳng liên quan gì đến người khác. Chúng ta suy nghĩ đơn giản một chút, không cần phải để ý đến quan điểm của những người xung quanh. Khi làm việc, động cơ đơn giản thì mục tiêu càng rõ ràng và cuối cùng dễ dàng thành công. Suy nghĩ càng đơn giản, cuộc sống sẽ càng nhẹ nhàng, hạnh phúc. Đơn giản hướng về phía trước, cuộc đời mới có thể nhẹ nhàng, thong dong. Có một người trung niên nọ cảm thấy cuộc sống hàng ngày của mình trôi qua thật nặng nề. Áp lực cuộc sống trên vai ông quá lớn. Ông ta muốn tìm một cách để giải thoát cho mình nên đã tìm đến một trí giả để xin ý kiến. Vị trí giả đưa cho ông ta một cái giỏ trống rỗng và bảo ông ta đeo trên lưng, chỉ về con đường gập ghềnh phía trước và nói: cứ mỗi bước ông tiến về phía trước, ông lại cúi xuống nhặt một viên đá bỏ vào giỏ cho tôi. Sau đó hãy xem ông có cảm nhận như thế nào. Người đàn ông trung niên làm theo lời của vị trí giả, sau đó quay lại và đáp: tôi cảm thấy càng đi càng nặng. Vị trí giả nói: khi mỗi người đến với thế giới này đều phải cõng trên lưng một chiếc giỏ như vậy. Mỗi một bước chân chúng ta tiến về phía trước, chúng ta sẽ nhặt của thế giới một thứ gì đó và bỏ vào giỏ. Vì thế mới có cảm giác càng lúc càng mệt. Người đàn ông trung niên lại hỏi: vậy thì có cách nào để giảm bớt gánh nặng hay không? Những thứ được bỏ vào giỏ trên lưng mỗi người đều là những món đồ mà bản thân người đó muốn tìm kiếm từ thế giới này. Nhưng nếu ông nhặt quá nhiều, nếu không thể bỏ bớt một chút để bước đi tiếp, thì sinh mệnh của ông cuối cùng sẽ không kham hết được. Nhân sinh vốn dĩ không khổ, con người cảm thấy khổ sở là bởi dục vọng quá nhiều. Nhân tâm vốn dĩ không mệt, con người cảm thấy mệt là bởi đòi hỏi cầu kiếm quá nhiều. Vứt bỏ bớt dục vọng, trở về với sự đơn giản hết sức có thể, linh hồn sẽ thoát ra từ cái gọi là biết buông bỏ. Hãy dành thời gian để phát hiện cái đẹp của vạn vật, trau dồi vốn hiểu biết của bản thân, sống cuộc sống mà mình muốn. Đó mới là cuộc đời trọn vẹn ý nghĩa. Sống đến tuổi trung niên, đơn giản chính là hai chữ quan trọng nhất. Con người khi vừa sinh ra đời, đơn giản hết mức có thể, đơn giản đến mức chẳng có gì. Đến khi qua đời, cô độc một mình cũng chẳng mang theo được thứ gì. Vì thế, hãy cứ sống một cuộc sống đơn giản, để ngày tháng trôi qua cũng đơn giản, nhẹ nhàng. Sống càng đơn giản, cuộc đời lại càng có nhiều trải nghiệm. Tâm tư càng đơn giản, trong lòng càng bình an.
nhân sinh càng đơn giản, cuộc sống càng lạc quan, yêu đời. Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta hãy ghi nhớ một đạo lý cũ để cuộc đời luôn mới. Đó là đơn giản mới có thể sống tự do, đơn giản mới có thể sống thoải mái, đơn giản mới có thể sống hạnh phúc.